Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái cách cắt tỉa cũng như là tạo tán dù cho cây cà phê các bác. Đây là cây cà phê mà hôm bữa em đã tiến hành cắt tỉa cho các bác rồi. Ở chung video này thì chắc chắn là chỉ mang tính chất giao lưu chia sẻ tham khảo các bác. Đây là cây cà phê mà đã cắt tỉa theo kiểu nó tán dù các bác. Tán dù tức là nó kiểu như cây dù ấy. Đây, nó kiểu như cây dù ấy. Tức là ở đường dưới nó chỉ có một tầng thôi. Thường là sẽ có một tầng thôi. Ở dưới đất lên và nó làm một cái tầng cành thôi. Đấy, như kiểu cây dù các bác. Chứ không có phải là 2-3 tầng. Đấy là gọi là tán dù các bác. Nói chung tán dù thì thường là rất là phổ biến các bác. Đa số là làm tán dù. Tán dù thì thường là nó sẽ tấp, nó thấp ấy các bác. Tầm khoảng 1m7, 1m8 độ lại thôi. Vừa tầm hái các bác. Với lại nó cũng dễ cắt tỉa nữa. Dễ cắt tỉa hơn là các loại chúng ta làm cái loại mà nhiều tầng bác, đa tầng ấy. Nhiều tầng thì phải để cao bác, phải 2m mới để được nhiều tầng. Còn tán dù này thì tầm 1m7, 1m8 độ lại thôi các bác. Nó vừa cái tầm hái. Đây, tán dù tức là nó giống như cây dù thôi. Ở phía dưới này chúng ta sẽ cắt hết, để ở phía trên này thôi. Trên này thì nó tầm khoảng 1m2 đến 1m5 là các bác cắt ngọn đi, cho nó ra cành tay, cành cấp 2. Hôm bữa thì em đã chia sẻ các bác về cách tạo cành cấp 2 rồi. Đây là những cái cành cấp 2 các bác. Cấp 2 nó mọc trên cành cấp 1 đây. Tạo thành những cái chốt được bác. Chốt hay là những cái cụm cành rồi đấy. Đấy, đây là tán dù bác. Ở dưới này nó chọc lóc vậy này. Nó chỉ có một cái lớp tán ở phía trên thôi. Cái loại tán dù này thì dễ cắt cành các bác. Nói chung là chỉ tỉa ở phía trên này là được thôi, là xong thôi. Ở phía dưới các bác làm cho nó sạch sẽ là được. Còn mà làm 2 tầng ấy, 2 tầng thì phải cao các bác. 2 tầng thì thường là giống như mấy cái cà này này. Hôm sau thì em sẽ cắt 2 tầng các bác. Đây, 2 tầng thì nó phải cao trên này này các bác. Trên này, trên này các bác làm 1 tầng nữa. Nó tầm phải 2m các bác. Đấy. Tức là 1m5, 1m2 đến 1m5 các bác cắt ngọn. Sau đó nuôi cành cấp 2. Đấy, cành cấp 2 nó to rồi thì nhiều rồi thì các bác nuôi chồi lên. Đây, nuôi chồi lên 2m nữa, 2m hơn 2m. Làm 1 tầng ở trên này nữa. Như vậy thì nó thành 2 tầng. Mấy cây này thì em chưa có cắt được bác. Đây, 2 tầng thì nó có 1 tầng ở dưới này này các bác. Các bác để một loại tầng ở cành nó ở phía dưới thấp này nữa. Hôm sau thì em sẽ cắt cho các bác. Đấy, nói chung là 1m, 1m2 là các bác hãm ngọn để cho nó ra cành cấp 2. Sau đó thì cành cấp 2 nó to rồi thì các bác nuôi lên tiếp. Làm 1 tầng ở trên này nữa. Cà phê 2 tầng thì nó rậm rạp hơn các bác, nó to hơn, cao hơn các bác. Cắt cành thì nó lâu hơn. Còn đối với những cái cà phê tán dù này thì các bác có 1 tầng trên này thôi. Phía dưới này không có các bác. Đấy, 2 loại cây vậy thôi các bác. Tán dù thì thường là nó sẽ thu hoạch nó dễ hơn, bởi vì kéo bạt kéo đồ gọn hơn các bác. Đấy, còn 2 tầng như này thì có một cái tầng nó ở dưới thấp các bác, thu hoạch nó khó hơn đó. Về cà phê 2 tầng này thì chắc chắn là năng suất nó sẽ cao hơn rồi, bởi vì nó nhiều cành hơn các bác, nhưng mà nó to hơn, làm nó lâu hơn. Còn những cành cà này thì nó gọn hơn các bác. Đây, 2 tầng thì nó phải có khoảng cách các bác. Khoảng cách ít nhất phải 5-60 phân. Nhưng mà 2 tầng mà nó sát nhau quá bác, thấp quá là nó dập lắm. Dập là quả nó kém. Nó lại mùa mưa nấm bệnh nó nhiều. Cho nên tùy vào vườn mà các bác cắt thôi. Tán dù thì 2 nó dễ hơn. Nó chỉ tầm 1m6, 1m7 độ lại thôi. Dễ thu hoạch, dễ chăm sóc.
nhưng mà cành thì nó sẽ không nhiều bằng cái đa tán này đâu các bác. Đa tán thì nó rất là to luôn. Hôm trước thì em đã chia sẻ khá là kỹ cho các bác cách để cành rồi. Các bác chỉ để một phía trên này thôi, 1.5 đến 1.5 m là các bác bấm gọn đi cho nó nuôi cành tay, tạo thành những cái chốt, những cái cụm cành các bác, những cái chốt, những cái cụm cành. Sau này nó sẽ đẻ cành cấp 2, cấp 3 ở đây. Cà phê tán dù ở dưới này thì nó chọc lóc vậy các bác. Đây, 2 tầng mà thấp như này thì nó rất là dợp này. Thường là sau này nó sẽ tự nó khô đi các bác, bởi vì nó dợp quá, thiếu ánh sáng các bác. Làm 2-3 tầng là các bác phải để cao lên. Như mấy cành này là sau này cũng cắt đi thôi, chỉ để lại 1 tầng ở phía trên này thôi. Chứ nó dợp quá bác, dợp quá nó tập trung nó nuôi ở phía trên này hết. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là xin lỗi các bác về cái cách tỉa cành tạo tán rủ cho cây cà phê này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.